năm hết Tết đến có con đơm ly này nghe thì tuyệt vời luôn anh em ạ. Lại dù đời 300 ngày hơn đã qua mất rồi, đời mình lại tay trắng tay, công danh thì chưa được thấy, năm tháng dài vẫn còn vốn ba. Cuối thu vừa mới gặp bạn sở hữu con đơm ly này thì cái việc chơi loa to hoặc còn gọi là trị loa to, chẳng hạn những đôi loa bass 35-40, nó là vấn đề rất bình thường với sản phẩm một con đơm ly hàng gấu như thế này. Đó là Maui Sansui 707XCD đề cáp hồi gỗ chỉ vàng anh em nhé. Đang báo giá cho anh em con đơm ly này, giá 13.500.000 đồng. 13.500.000. Anh em có thể ghép vào những dòng loa của Nhật, chẳng hạn như Tinnic, Diatone, Audio, Yamaha hoặc là Pioneer. Những dòng loa mà cần xử lý để trị, để ra được giải bát thì cần con đơm ly khỏe như này. Hoặc là dòng loa Bow, dòng loa sạc Winvega, JBL. Nó đánh rất căng luôn, 8 sò, 4 tụ lọc, 1 nguồn to. Cả sẽ chèn một chi vài cái ảnh đoạn cuối video, anh em cùng xem đoạn cuối nhá. Size 46,5, chiều cao 15, còn chiều sâu là 40. Năm hết Tết đến rồi có con hàng khủng này ngoài chơi thì nó là quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Hàng bãi đẹp keng anh em nhá. Đẹp keng luôn đấy ạ. Cồi gỗ, chỉ vàng, sơn bóng piano. 320W. Quang Trung, khu đô thị Văn Phú, chung cư Văn Phú Victoria, hồi gỗ chỉ vàng rất bắt mắt luôn. Mẫu ly này nó đáp ứng cả tiêu chí nghe và ngắm. Nhìn một sản phẩm nó rất trường sản phẩm anh em nhé. 320W, chiều kháng từ 4 ô, bãi đẹp, nước sơn đằng sau sáng bóng màu đen luôn anh em nhé. Hồi gỗ đây. Nghe vàng ha, karaoke tốt anh em nhé.